Kính chào quý vị. Sau đây là Cactolo motor điện một pha Pama Minh Motor. Đây là mẫu sản phẩm động cơ một pha GMIL xuất khẩu châu Âu của công ty Hồng Phúc. Đây là động cơ một pha chân đế. Đây là động cơ một pha mặt bích B35. Đây là động cơ một pha mặt bích B14. Đây là bảng thông số hình học motor một pha IL xuất khẩu châu Âu của công ty Minh Motor. Với động cơ 1,1 kW, 1,5 ngựa, 1,5 HP, tốc độ 1450 vòng phút, có mã hàng là 90. Tâm lỗ đế ngang trục ký hiệu là A bằng 140mm. Chính là khoảng cách từ vị trí tâm lỗ này tới vị trí tâm lỗ này. Tâm lỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 125mm. Chính là khoảng cách từ vị trí tâm lỗ này tới vị trí tâm lỗ này. Đường kính trục D bằng 24mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 200. Chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn, như rãnh ca vét bằng 8 hay là tổng chiều dài thân bằng 340mm. Xin cảm ơn quý khách.